Thưa quý vị, thời gian qua, huyện Vũ Quang đã tập trung đẩy mạnh tuyên truyền chủ trương, chính sách của Trung ương của tỉnh, đồng thời triển khai thực hiện tích tụ ruộng đất trên địa bàn nhằm khắc phục tình trạng ruộng đất manh mún, đáp ứng yêu cầu cơ giới hóa, tạo tiền đề để nâng cao năng lực sản xuất nông nghiệp, giá trị kinh tế trên cùng đơn vị diện tích canh tác, hình thành các vùng sản xuất hàng hóa bền vững. Thực hiện nghị quyết số 06 ngày 18 tháng 11 năm 2021 của Ban chấp hành Đảng Bộ Tỉnh về lãnh đạo chỉ đạo thực hiện tập trung tích tụ ruộng đất gắn với xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 và những năm tiếp theo. Thời gian qua, huyện Vũ Quang đã ban hành các chỉ thị, đề án về tập trung dồn điền đổi thửa, cải tạo đồng ruộng trên địa bàn, đồng thời xây dựng phương án, dự toán kinh phí phá bỏ bờ thửa, san lấp mặt bằng đồng ruộng và đầu tư nâng cấp, mở rộng hạ tầng phục vụ sản xuất tại vùng tập trung đức liên là địa phương đầu tiên của huyện vũ quang triển khai phá bờ vùng bờ thửa nhằm thực hiện chủ trương chuyển đổi ruộng đất giảm số thửa trên một cánh đồng sau khi được huyện lựa chọn để tập trung tích tụ ruộng đất xã đã tiến hành ra soát kiểm tra đánh giá các vùng đủ điều kiện để thực hiện đồng thời ban hành nghị quyết xây dựng đề án dồn điền đổi thửa cải tạo đồng ruộng trên địa bàn xây dựng phương án dự toán kinh phí phá bỏ bờ thửa san lấp mặt ruộng và đầu tư nâng cấp mở rộng hạ tầng phục vụ sản xuất và thuê đơn vị tư vấn tổ chức khảo sát đo vẽ lập hồ sơ dự toán tổng thể tại vùng tập trung tích tụ ruộng đất khu vực đồng vời của ba thôn bình quang tân lệ liên châu để làm điểm tuy nhiên trong quá trình triển khai địa phương cũng gặp không ít trở ngại khó khăn quá trình triển khai thực hiện thì bước đầu thì vẫn có nhiều cái ý kiến trái chiều người dân sợ rằng là một khối lượng công việc lớn thì đây là không và cái hồ quá cái chỗ hồ sơ thì sợ làm không theo được như thiết kế nhưng sau quá trình tuyên truyền đây là quá trình cam kết của các bên từ nhà thầu đến ban chỉ đạo cấp xã cấp huyện thì người dân cũng đã đồng tình ủng hộ Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội đã thực sự vào cuộc và tổ chức các đợt tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đoàn viên, hội viên và bà con nhân dân trên địa bàn, hiểu rõ mục đích của việc tích tụ ruộng đất. Cùng với đó, cấp ủy chính quyền địa phương và thôn cũng đã tổ chức thêm nhiều cuộc họp với dân, lấy ý kiến của nhân dân, phân tích để thấy rõ được ý nghĩa, hiệu quả của việc dồn điền đổi thừa. Đặc biệt là khi người dân được biết, được bàn, được làm và kiểm tra trong quá trình thực hiện, nên rất tin tưởng, vào chủ trương của cấp trên. Sau một thời gian ngắn triển khai thực hiện việc phá bỏ bờ vùng bờ thửa, san ủi mặt bằng đã cơ bản hoàn thành. Hiện nay địa phương đang tiến hành đo đạc để chia ruộng cho bà con, chuẩn bị cho sản xuất vụ lúa xuân tới. Đây sẽ là bước quan trọng để các vùng sản xuất tập trung thực hiện các chuỗi liên kết với doanh nghiệp, tiến tới xây dựng các mô hình tích tụ ruộng đất, nâng cao giá trị kinh tế từ sản xuất nông nghiệp. Sau khi họ là thấu đạo thì họ đã bàn giáo lại ruồng cho nhà thầu Thì không, thì đến bây giờ đơn vị chúng tôi là có 19 chín hecta thì đã làm xong và dẫn được vào kiểm tra và hàng ngày rồi là kiểm tra đến giờ phút này là dẫn đất hô hợi rất đồng tình cao nhất thì theo cái chủ trương đường lối của trên đề ra qua dồn điền đổi thửa, đã giải quyết được cơ bản tình trạng manh mún và phân tán ruộng đất có nhiều hộ nông dân sản xuất 7 đến 8 thửa ở 6 đến 7 khu vực khác nhau, nhưng sau khi thực hiện đã thu gọn lại chỉ còn 1 đến 2 thửa trên một hộ, sản xuất tập trung ở 1 đến 2 nơi, diện tích mỗi thửa sau dồn điền lớn hơn gấp 2 đến 3 lần, thuận lợi cho việc thực hiện cơ giới hóa, giải phóng sức lao động, giảm chi phí sản xuất và tăng hiệu quả kinh tế trong sản xuất nông nghiệp. Ông Trần Văn Hanh, thôn Tân Lễ, xã Đức Liên, huyện Vũ Quang, dù chưa được giao ruộng để canh tác, nhưng khi nhìn vào cánh đồng mẫu lớn, bằng phẳng, không còn những chân ruộng chỗ cao, chỗ thấp như trước. Hệ thống thủy lợi nội đồng được đầu tư đồng bộ, giúp bà con thuận tiện hơn khi sản xuất, nên ông rất phấn khởi. Sau khi tích tụ là nãy là cảm thấy trước mắt nhìn rất là trước mắt là vì nó băng phẳng, ruộng rất là băng phẳng. thì cảm thấy là chứ nếu mà chia lại thì như gia đình tôi là chưa chỉ có một thửa, ừ. chỉ có một thửa chứ không nằm bốn bốn vùng như mọi bữa nữa và làm ăn phải là thuận hơn là trước đây. Cùng với sự vào cuộc đồng hành của cả hệ thống chính trị, xã Đức Liên đã tạo đột phá trong thực hiện dồn điền đổi thừa. Từ đây giúp địa phương khắc phục được tình trạng ruộng đất phân tán, nhỏ lẻ, manh mún, hình thành cánh đồng mẫu lớn, tạo điều kiện cho doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác và các thành phần kinh tế khác đầu tư sản xuất nông nghiệp hàng hóa, áp dụng công nghệ cao gắn với chuyển đổi số, nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng đất, năng suất và thu nhập cho người sản xuất. Qua đó góp phần giúp địa phương xây dựng nông thôn mới theo hướng hiện đại, bền vững, thúc đẩy kinh tế xã hội của địa phương ngày càng phát triển. Giá đồng ngoài được quái vào đồng trong đi xem lúa thì đồng ngoài thì đến đồng đồng rất vất vả, chứ dư chỉ có quý về một mối là chỉ mình một ố thừa đó, chứ cái nó mà mình bón du mình lượng phát của mình bón nó không mất đi nó không tối chạy dù một tháng rồi nên được tối chạy thế này khác như tối thì không phải là nhà khoa học nhưng mà nhiều để phân tích lợi là được nhiều gần 70 hecta tại vùng đông vơi thì chúng tôi đã quy hoạch thành 82 vùng lớn trong 82 vùng này là có ngắn một số bơ để tạo cái đồ giữ nước vì cơ thử có trình lệch cao thì thành 109 thừa. Là như vậy là quá trình chuyển đổi này là từ 1 0864 thửa nữa về còn một nữa về còn 109 là bờ vùng nữa. Để thực hiện hiệu quả công tác tích tụ ruộng đất, huyện Vũ Quang đã đẩy mạnh tuyên truyền để người nông dân cần nắm rõ, hiểu được lợi ích của tích tụ tập trung ruộng đất, liên kết sản xuất nông nghiệp, vai trò liên doanh liên kết của doanh nghiệp trong việc tổ chức sản xuất và bao tiêu sản phẩm đa dạng hóa chủ thể và hình thức tích tụ ruộng đất như doanh nghiệp, hợp tác xã, nhóm hộ, hộ gia đình, vân vân. Cùng với đó, huyện đã chỉ đạo các địa phương quán triệt nghiêm túc các chỉ thị nghị quyết của cấp trên về tập trung tích tụ ruộng đất, quan tâm công tác quy hoạch, đồng thời ưu tiên tìm nguồn hỗ trợ cho các xã về cơ chế chính sách cho phát triển nông nghiệp, khuyến khích tạo điều kiện cho các doanh nghiệp đầu tư cho nông nghiệp trên địa bàn đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, phát triển nông nghiệp theo hướng hữu cơ, chú trọng chuyển đổi cơ cấu lao động nông thôn, triển khai nghị quyết vào cuộc sống hiệu quả thực chất. Thời gian vụ xuân tới thì tập trung chỉ đào đây là một cái cánh đồng màu lớn và tập trung sản xuất một loài giống và sản xuất theo hướng hữu cơ để nhằm nâng cao cái giá trị sản xuất đến đơn vị diện tích, đồng thời cùng tạo một cái địa điểm tham quan học tập. À, cho các địa phương trên à, địa bàn của toàn huyện và thời gian tới thì huyện sẽ tiếp tục nghiên cứu khảo sát và chỉ đạo phòng chuyên môn kiểm tra ra soát và một số cái diện tích của một số địa phương khác nữa và sẽ tiếp tục cái vấn đề là tích tụ ruộng đất để nhằm cái việc thuần lời cho tổ chức sản xuất cũng như việc đưa cơ giới hóa rồi đưa khoa học kỹ thuật vào sản xuất trên địa bàn của toàn huyện Việc thực hiện thành công tích tụ ruộng đất sẽ tạo điều kiện thuận lợi trong ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, nâng cao năng suất cây trồng trên một đơn vị diện tích, đẩy nhanh thực hiện các giải pháp tái cơ cấu ngành nông nghiệp, thu hút doanh nghiệp đầu tư sản xuất, liên kết xây dựng thương hiệu và bao tiêu sản phẩm, nhằm nâng cao giá trị sản phẩm nông nghiệp, góp phần phát triển kinh tế nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Vũ Quang.